Xin chào cả bạn, mình lại quay lại với TypeScript. Hôm nay trong bài học tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng string template ở trong TypeScript. Thì đây là một cái chức năng mới trong nó hỗ trợ trong ECMA Script 6. Thì cái chức năng này thì nó sẽ định ra các cái chuỗi mẫu để cho các bạn không cần phải cộng chuỗi ở trong. Ví dụ mình muốn cộng chuỗi ở trong JavaScript thì mình sẽ sử dụng cái mẫu này thì nó sẽ dễ hơn. Ví dụ là trong PHP thì có blade, template. Nếu mà các bạn là sử dụng Ajax thì mình có cái master. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái nền mô. Mình sẽ tạo một cái file TypeScript mới. Rồi thì thông thường thì ở trong JavaScript thì các bạn sử dụng cái cộng chuỗi, ví dụ như mình có cộng với đấy thì thông thường trong JavaScript thì cộng chuỗi mình nó có số nó script để chạy ra cái script thì kiểu đây nó cộng được hai cái chuỗi mà đấy là mình sử dụng ở trong JavaScript thông thường. Thì ở trong ECMA 6 thì người ta hỗ trợ mình một cái template thì các bạn có thể thay đổi như sau. Hai cái dấu xiết giống như mũ trên ở này thì đây thì sau này mình có thể biết được thứ như là đây thì để sử dụng cái biến này. Ví dụ như mình đây là mình có sử dụng cái biến này thì mình chỉ cần một dấu đô la mình mở mặt ra ở trong này mình chuyển cái biến lên xong rồi như vậy mình chạy mình không xuống. Thì các bạn có thể thấy là nó giả sử như là Campo Việt Nam ABC nó sẽ nhận luôn cái chuỗi này trên. Thì ở trong này thì các bạn có thể hoàn toàn nhúng cái mã HTML vào đây thì nó sẽ cộng mã HTML vào. Nhưng mà ở trong này thì nó hay ví dụ cái template này
nhà xuống dòng thì cái thứ hai nhưng cái cũng hình như thì ở trong này những cái dấu về kiểu cách hình của khi in ra kết quả thì mình nó đều nhận giống như gì trong như trong cái phần lớp này mình cứ được thì đấy là cái cách sử dụng cơ bản về cái chuỗi mẫu ở trong DCMA6 để xin hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.